Hoa hậu du lịch Kỳ Duyên trekking thác Bản Ba. Người đẹp Kỳ Duyên khám phá vẻ đẹp thác Bản Ba, con thác trải dài 3 km, nằm giữa cánh rừng tự nhiên có thảm thực vật hoang sơ. Đến Tuyên Quang tham dự sự kiện, công bố điểm đến và kết nối du lịch chiêm hóa, tối ngày 21 tháng 4, Lương Kỳ Duyên bị thu hút bởi vẻ đẹp của 3 tầng thác Bản Ba nên đã nán lại một ngày để trekking. Thác Bản Ba cách trung tâm thành phố Tuyên Quang 90 km, cách Hà Nội khoảng 260 km, thuộc thôn Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. Thác dài 3 km, ở độ cao 1.000m so với mực nước biển. Theo Kỳ Duyên, để khám phá hết con thác, người dân địa phương phải leo hết một ngày nên cô chọn thăm 2 tầng thác trong thời gian 4 giờ. Người đẹp chọn trang phục gọn gàng, mang theo gậy leo núi và một số đồ cá nhân làm hành trang. Con thác hùng vĩ, nhiều đoạn lên cao di chuyển rất khó khăn nhưng tôi không nản chí, cô nói. Cùng đi với Kỳ Duyên có các thành viên đoàn trekking, hướng dẫn viên bản địa. Trước thiên nhiên hoang sơ, hoa hậu du lịch bày tỏ sự thích thú. Cô len qua những đoạn rừng nguyên sinh, phủ cậy bụi và cây lớn chắn ngang lối đi để đến được dưới chân vực mỗi tầng thác. Thác Bản Ba có 3 tầng thác thứ nhất tên Tác Củng, là tầng thác có dáng vẻ hùng vĩ và thơ mộng nhất. Chân thác là vực rồng, hay vằn luồn trong tiếng Tày. Có vách đá giống hình rồng cuốn, có mạch nước ngầm phun ra giống hình tượng rồng phun nước hòa vào ánh sáng mặt trời tạo 7 sắc cầu vồng. Tầng thứ hai là Tác Cao, là tầng được chia thành 2 nhánh, đổ xuống trông như dải lụa trắng tung bay trong không gian núi rừng. Dưới chân thác có một khu vực nước trong tên là Vực Quyên. Tầng thác thứ ba có tên Tác Gió, chảy dọc theo những phiến đá vôi xuống vực sâu có tên Vực Linh, Vực Linh Thiên. Tại đây, du khách có thể đắm mình xuống dòng nước trong xanh mát dịu, lắng nghe âm thanh của thác đổ và tiếng hót của chim rừng. Đây cũng là tầng thác dài và lớn nhất trong 3 tầng thác. Kỳ Duyên tự đi bè mảng ra giữa lòng vực, chạm tay vào dòng thác đang đổ xuống. Cô thể hiện sự hăng hái khi vượt suối, chinh phục các điểm thác trên cao. Tôi đã biết thác Bản Dốc ở Cao Bằng, thác Công Gao ở Đà Lạt, nhưng điều thú vị nhất khi khám phá Bản Ba là khi tham quan được tương tác với con thác. Điều này thực sự mang đến một trải nghiệm khác biệt, cô nói. Thác Bản Ba nằm giữa một cánh rừng tự nhiên có nhiều thảm thực vật quý, ít bị tác động của con người. Ở đây, thác nước quanh năm chảy với lượng nước dồi dào, tạo ra lượng ion âm lớn, là nguồn cung cấp năng lượng tự nhiên rất đáng quý cho con người. Kỳ Duyên cho biết. Vì thế, cô trekking suốt 4 giờ mà không thấy mệt, thậm chí sảng khoái và khỏe khoắn hơn. Người đẹp tranh thủ thay trang phục, chụp hình tại các điểm dừng chân trên hành trình. Cũng nhân dịp này, cô thăm các di tích lịch sử tại huyện Chiêm Hóa, chung tay trong các hoạt động góp phần quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang. Lương Kỳ Duyên sinh năm 1998, quê Thái Bình, là Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022. Hiện tại, cô là người mẫu, dẫn chương trình bản tin thể thao. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.